Chính phủ vừa gửi tới Quốc hội báo cáo về tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước Cà Bét, tỉnh Bình Thuận. Một dự án được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây do phải chuyển đổi mục đích sử dụng một diện tích đất rừng khá lớn. Về trồng rừng thay thế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn rà soát cụ thể từng vị trí nhằm đảm bảo diện tích trồng rừng cho toàn bộ 1.844,54 hectare diện tích cần trồng rừng thay thế của dự án và phải trồng bằng các loại cây bản địa như dầu, sầu đen. Việc trồng rừng phải đảm bảo hoàn thành cùng thời điểm hoàn thành dự án hồ chứa nước Cà Bét vào cuối năm 2025. Như vậy, so với phương án trồng rừng thay thế được báo cáo Quốc hội tại kỳ họp trước, tiến độ đã được đẩy lên sớm 1 năm. Tổng vốn đầu tư trồng rừng thay thế của dự án gần 177 tỷ đồng. Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định sẽ xem xét đánh giá cẩn trọng kỹ lưỡng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường trong quá trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đáng lưu ý, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này cần phải bổ sung thêm tài liệu thể hiện mô hình ứng phó sự cố vỡ đập và đánh giá đa dạng sinh học do dự án có tác động đến rừng trong khu bảo tồn. Việc này nhằm tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.